Cái người chủ cũng là cái người vợ của người đàn ông đang có ý định bán mấy bé chó vô làm mẫu cả nhà. Thì bây giờ mình xuống mình nói chuyện với lại chủ coi như thế nào ha. Mà chồng chị đòi bán hả chị? Trời ơi, chị rủ bữa giờ đó. Mà chồng chị đòi bán hay như thế nào? Bán được trả tiền nợ hả? Trời ơi. Trời ơi. Có ăn cái nhà. Chạy vô luôn. Dũng để cái này rồi. Sao đâu, sao? Tổng cộng mấy bé chị? Tổng cộng nguyên đàn nào? Chị vừa một con là chị nuôi thôi. Bé này chị chờ đấy hả? Hả? Bé này chị chờ đấy không? Đó cả nhà, thì hiện tại là Thi Lê đang có mặt tại Bình Sát Bình Dương.
thì hiện tại đang ở tại ngôi nhà của cái chị chủ luôn, của hai vợ chồng chị chủ luôn. Đây là chị. Thì chị người phụ nữ này gọi điện thoại cậu Phú Chi Lê nói là chồng mình để bán cái số chó này hết. Và trước đó thì người chồng đã lấy cách của vợ mình hai bé bán rồi đúng không? Bây giờ là anh muốn bán còn lại 6 bé này luôn để mà để cho mình gì đó, để làm cái việc riêng tư gì đó. Thì em nói chị nghe nè, đâu ví dụ như bây giờ không có mấy bé chó thì tiền ở đâu sẽ là lấy đâu mà bán đúng không? Đó thì trời ơi tội lắm nha chị ơi, chị có thấy mà chị có thể tưởng tượng giống như á, tụi nó là con bé chó nè, nó là động vật bốn chân, nó rất là trung thành luôn, nó rất là hiểu em, và nó có thể là nó giữ nhà cho mình, nó giữ nhà cho mình. Mà mình ở đâu nào bây giờ mình thiếu nợ, mình vô đường cùng cái mình bán từ tụi nó. Rồi chị thấy không, đến khi mà bị tụi chị cứ tưởng tượng đi, đổ vô lò nước sôi luộc tụi nó, rồi nhổ lông thui tụi nó, rồi cắt cổ, và chị cảm thấy như thế nào, chị thấy không? Đó, thí dụ như giống như bây giờ giống như chồng của chị, giống như cứ thể tưởng tượng đi, giống như người nhà mình mà bị người ta cắt cổ làm vậy, chị có chịu nổi không? Dạ. Thì bây giờ Thi Lê nói cả nhà nghe nè, thì cũng giống như những clip trước, thì Thi Lê thường những cái hoàn cảnh kia đó, em sẽ kêu nhờ chị quay cái đoạn clip để em đăng lên, em kêu gọi để em được cái số tiền mà em cứu bé, mà khi mà chị ra giá bao nhiêu đó. Nhưng mà hôm nay thì Thi Lê nhận được cái số tiền của cô Kiều Quân gửi từ bệnh viện về để cho Thi Lê để gửi cho những hoàn cảnh khác đó chị. Đó, hôm nay Thi Lê sẽ xin phép cô Kiều Quân sẽ dùng cái số tiền này và để giống như là mua lại mấy con bé chó này. À, tại vì chủ nó là chuẩn bị bán, chồng của chị này bán tụi nó để tiền cho nợ cả nhà. Thì bây giờ chị cho em cái giá nhất định đi, giống như là bao nhiêu tiền để em biết để em mua lại. Là 6 bé chó này là 5 triệu rưỡi đúng không? Dạ. Đó cả nhà, thì cả nhà cũng thấy đó. Thì người phụ nữ này cũng là người chủ của bé chó này, nuôi từ nhỏ đến lớn. Thì chị không có nợ, thì cũng do cái hoàn cảnh ép buộc thôi. Thứ nhất thì chỉ là vợ thì phải nghe theo lời chồng, thì nghĩ chắc chắn thì chỉ sợ chồng chỉ rồi đó. Anh chị hả? Trời ơi, dạ. Đó cái nhà, thì bây giờ cái nhà cũng nghe rồi, thì 6 con bé chó này chị chủ này bán là với giá là 5 triệu rưỡi. Thì cũng giống như khác như mọi khi là thường Thi Lê sẽ quay cái clip lên để kêu gọi, nhưng mà khi mà Thi Lê quay những cái đoạn clip lên kêu gọi thì cũng có nhiều người nói là giả vờ đóng kịch, đóng phim, dựng phim này nọ đó chị. Đó còn cái đây là sự thật luôn, và Thi Lê sẽ kỳ này sẽ dùng cái số tiền mà của cô Diệu Âm gửi về cho những hoàn cảnh khác, thì Thi Lê sẽ ứng ra trước. Thì Thi Lê mong khi mà Thi Lê đăng cái đoạn clip này lên, thì mong tất cả quý bà con chú anh chị mạnh thường quân mỗi người chung tay, mỗi người một ít để giúp Thi Lê có thể hoàn lại số tiền để trả lại cho cô Diệu Âm nha cả nhà. Thì bây giờ cái này là cái tình cảnh là gấp rút, không có thể mà cho thời gian được. Đúng rồi, để thời gian nữa thì chị bắt cách lấy đi đó. Dạ. Thì bây giờ em coi như em sẽ đưa tiền cho chị ha. Đây nè. Nè. Cái tiền gấp rút quá thì chị Lê sẽ dùng cái số tiền của cô Diệu Âm. Thì chị Lê trước khi bị ông biết thì chị Lê cũng cảm ơn quý bà cô chú anh chị Thường Quân đã giống như là lúc nào cũng hỗ trợ chị Lê để chị Lê có thể là bước trên cái con đường thiện nguyện của chị Lê, và có thể mà chị Lê cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị mình rất là nhiều đã tạo cho các bé một cái cơ hội sống nữa, và sống giúp mấy bé sống thêm một lần nữa để tụi nó chọn cái kiếp của nó cả nhà.
cứu con nha, cứu con nha, sao không hiền á ha, hiền ha, biết được cứu quá hả? Thôi, vậy với tôi nè. Thì nói chung thì em cũng cảm ơn chị nhiều lắm, chị đã gọi điện thoại cho em. Chứ là chị giống như những người khác thì chị cũng đồng lòng theo chồng con lấy cho lòng mẫu luôn. Mà bây giờ em hỏi chị nghe nè, em nói thật luôn. Ví dụ như chồng chị làm như vậy, ví dụ như hôm nay không có em xuất hiện đi, hay là em không bắt máy được đi, thì mấy con bé chó này bán vô lòng mẫu là không phải gì, chồng chị sẽ mang cái nghiệp rất là nặng luôn. Còn con nữa, con cái mình sẽ gánh, rồi mốt sau này cháu mình nữa, chị thấy không đó. Rồi mình làm cha làm mẹ mình phải để cho con cái mình nó noi gương theo đó. Chẳng hạn như hôm nay chị cứu mấy người, chị kêu em cứu mấy bé này, mấy bé này cũng sẽ nhớ ơn chị đến suốt đời, cho dù năm sau gặp gì. Dạ. 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 Nhưng mà tại vì chị biết á, tại vì bên em khi mà cứu những con bé chó mà bị chủ bán làm mẫu hay là như thế nào đó thì phải có bằng có chứng là quay đoạn clip như thế nào thế nào. Chị thấy có nhiều là chị, nếu mà chị theo dõi kênh của em á, chị cũng thấy khi mà em quay lên những hoàn cảnh đáng lẽ là hôm nay là em sẽ kêu chị quay cho em đi để em đăng lên YouTube, thì không biết khi nào mới nhận được số tiền quyên góp. Thì em sợ mấy bé chồng chị quẩn quá rồi bán đại luôn đó. Thì đó, may phước là có xuất hiện của mạnh thường quân bên Mỹ á, gửi về chị em cho những hoàn cảnh khác ứng ra trước, cứu mấy bé trước. Chứ bây giờ trời thời gian chị nói còn ngày nữa thì ổng bán nữa chết nữa. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ em sẽ mang cái chuồng vô đây rồi chị bỏ vô giùm em ha. Dạ. Hả? Bắt nghe. Dùng mấy chuồng đi cho chị. Mày đi nha con. Nhắn gửi rồi nhắn nhủ với nó xíu đi rồi đi. Bóng gà ba kia trước đi. Gà vô đi Vũ, tiếp. Con lại dịnh cho mẹ không kìa. Rồi gà vô Dũng. Dũng à. Rồi con đè đi. Dạ, con đi quay. Lên Dũng nhé. Là mấy con bé này từ đó thì nó xanh nó đẻ ra ha chị. Dạ. Đi nó nhảy ra kìa, nhảy ra đè nó xuống. Ông kêu lên là mổ vô hỏi gọi hai chị. Ba người luôn. Coi như là hai con kia ổng canh chị đi chợ cái cho ổng bán luôn. Hai con chó đen. Dạ. Vậy ở với ba nha. Nha không? Mà chị thấy không? Nó vô nó mừng không? Nó đâu hung dữ đâu. Dạ. Chứ gặp mấy mà ông nội mà bán chó nó dí ghê lắm á. Vừa mấy cái ông chó nè, ông tới đây nó sủa
dạ. Còn kẽm trên mấy cái lồng này, cái cửa dưới đi. Còn kẽm trên cái cửa dưới đi. Cái này nè, ta làm vậy nè, đúng không? Làm ở lúc này nè. Đó, hai vòng cho nó giữ cái chuồng lại, không chạy, xiết chặt vô. Tao chị bây giờ chị cho em hỏi cái trong đây là có bé nào có bầu chị, nãy chị nói em á. Bé đen là tên gì chị? Mít. Tên Mít hả chị? Là nó sắp sanh này luôn. Dạ. Còn con bé trắng tên gì? Con bé kế bên nè. Bé gấu. Bé gấu. Bé này bé vàng. Bé vàng. Bé này chó con. Chó con. Còn bé này là cún nè. Dạ. Chó lùng là con chó cây. Đó chị thấy chút xíu nữa thôi là chết lẫn mẹ cả con luôn, thấy không? Biết bao nhiêu trong bụng, biết bao nhiêu con. Thì em cảm ơn chị nhiều nha. Bây giờ em chuẩn bị em chở mấy bé về nha chị. Dạ. Mít ơi, Mít ơi, Mít ơi.